Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Clip hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem những đĩa mà sắp tới mình sẽ review trên kênh của mình. Đây là những đĩa gốc, gồm có VCD gốc, DVD và cả CD gốc nữa nha các bạn. Đây là những đĩa mình sắp tới mình sẽ review kỹ chi tiết cho các bạn xem ở trên kênh của mình. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để xem nha. Đầu tiên là sắp tới là mình sẽ review đĩa cháy thanh CD của anh Phan Đinh Tùng và đĩa VCD karaoke dòng máu Lạc Hồng, album của anh Quách Tuấn Du, album phần chính. Đây là album Mơ Một Giấc Mơ của anh Quang Vinh. Tiếp theo là live show Mây Trắng, để này mình mua bên Phương Nam Phim đó các bạn. Còn đây là album của anh Phong Đạt. Đây là album phần 2 nha các bạn. Có cả VCD và karaoke luôn. Và đây là album phần 6, chuyện về một B-boy, ba anh em một nỗi đau, cũng là của anh Phong Đạt luôn. Còn đây là album Volume 1 mình mới vừa mua được luôn các bạn, của anh Nguyên Chấn Phong. Anh sẽ lau nước mắt cho em. Nguyên Chấn Phong là nhạc sĩ rất là nổi tiếng, có rất là nhiều hit luôn. Hit cho ca sĩ khác nha các bạn, như là Người Đàn Ông Tham Lam của Hoàng Châu và một số ca sĩ khác nhiều. Đây, tất cả đây đều là đĩa gốc nha các bạn. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để xem những video mình review về đĩa ca nhạc và đĩa gốc như thế này. Mình còn bao nhiêu thì mình review hết cho các bạn xem. Rồi, mình xin chào tất cả các bạn.